Em xin chào tất cả anh chị đang xem video của bên em nhé. Các bác, các anh chị mà yêu thích các tác phẩm tượng gỗ phong thủy Lào của bên đồ gỗ Phúc Tấn thì đây rất nhiều tác phẩm của bên em đấy ạ. Như một tác phẩm, một cụ di lặc trên dòng chất liệu gỗ hàng chun sụn hương đây anh chị em nhà mình ơi. Rồi là một tác phẩm tam cóc trấn bao tiền trên dòng chất liệu gỗ là lu hương đấy ạ. Rất là VIP đây anh chị em nhà mình ạ. Rồi là đến một tác phẩm tiểu đồng chăn trâu ấy đứng dưới gốc cây tùng trên dòng rất chất liệu là gỗ là lu kháo vàng anh chị em nhà mình nhá. Rồi đây một tác phẩm cá chép hóa rồng đấy ạ, thể hiện cho sự vượt khó khăn nghịch cảnh để thành công đấy anh chị em nhà mình ơi. Rồi đến một tác phẩm một cụ quan công trấn ải trên dòng chất liệu gỗ chắc đỏ đen nhá, hàng liền khối của bên em rất là VIP đây. Và rồi đến một tác phẩm nghê mẫu tử đây anh chị em nhà mình ơi. Đấy, trên dòng chất liệu gỗ là cẩm nhá anh chị em nhà mình nhá, cẩm ạ, lu cẩm anh chị em nhà mình rất là VIP. Rồi đến một tác phẩm rất là VIP nữa đây, một tác phẩm lu hương đấy ạ. Đấy, bình tùng bonsai gỗ lu hương anh chị em nhà mình rất là VIP. Tác phẩm này thì của bên em có chiều cao là 58, ngang là 56, cao là 58, ngang là 56 và sâu là 27 ạ. Được chế tác trên dòng rất chất liệu gỗ là lu hương. Đấy, anh chị em có thể nhìn thấy này, bình tùng của bên em chế tác rất là đẹp luôn anh chị em ạ. Các cành thì được bên em xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau. Đấy, rất là đều. Mặt trước cả mặt sau đây anh chị em nhà mình nhớ. Rồi là bên cạnh đó bên em điểm thêm vào là những nhành nan. Nhành nan đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Và những chú bướm đây, điểm thêm vào cho tác phẩm thêm phần sinh động. Anh chị em nhà mình có thể nhìn thấy lu hương đấy ạ. Đấy, bình tùng này thì em chế tác cho bình tùng thế Đài Loan nha anh chị em nhà mình nhớ. Đấy, sẽ là châm, châm tỉa anh chị em nhà mình ạ. Nên rất là kỹ đây. Đấy, bác nào mà yêu thích thì cứ liên hệ qua cho bên em. Rồi đây một tác phẩm mà nghê mẫu tử đấy ạ. Trên dòng chất liệu gỗ là lu cẩm. Đấy, một dòng chất liệu gỗ rất là VIP đấy ạ. Như đây anh chị em nhà nhìn thấy đây ạ. Đấy, những chú nghê được đục tỉa rất là kỹ luôn. Đấy, đang nhả ra những gột nửa có cả viên ngọc nhá. Tác phẩm này bên em có chiều cao là 50, ngang là 55 và sâu là 30 anh chị em ạ. Đấy, ở dưới bên em còn chế tác một chú nghê con đây. Rất là đẹp. Đấy, bộ đuôi này làm rất là kỹ luôn, tỉa rất là chi tiết anh chị em nhà mình nhá. Răng này anh chị em rất là sắc nhọn này, người thì được di sần toàn bộ luôn ạ. Đấy, là còn được chế tác trên dòng chất liệu gỗ rất là quý hiếm ạ, lu cẩm anh chị em nhà mình ạ. Đấy, xung quanh bên em để những phôi lu tự nhiên cho anh chị em nhà mình chiêm ngưỡng đây, đường lũa nha anh chị em nhà mình nhá, rất là đẹp. Đấy, các bác nào yêu thích thì cứ liên hệ qua cho em. Rồi đến đây một tác phẩm một ngày quan công ấy chống đao trên dòng chất liệu gỗ chắc đỏ đen hàng liền khối của bé. Tác phẩm này thì rất là VIP anh chị em nhà mình nhớ, một tác phẩm rất là to như này ạ. Ấy trên dòng chất liệu gỗ chắc, như anh chị em nhà mình đã biết gỗ chắc thì là một dòng gỗ rất là quý hiếm anh chị em ạ. Tác phẩm này của bên em có chiều cao là 80, chiều ngang là 35 và chiều sâu là 27 ạ. Đây anh chị em nhà mình có thể nhìn thấy từ diện mặt của ngài này. Ấy rất là dữ tợn luôn. Đấy, ngài giữ tọn càng bao nhiêu thì trấn trạch trừ tà càng tốt bấy nhiêu anh chị em ạ. Rồi ở đây một bộ râu này được bên em tỉa rất là mướt đấy, xung quanh đấy, bên dây vải này là liền hết anh chị em nhà mình nhá, liền hết ạ. Chỉ có mỗi cái đao này bên em nằm rời ra đấy, để cho dễ dàng trong việc vận chuyển anh chị em nhà mình nhá. Rồi đây bộ giáp của bên em thì được chặt tỉa rất là kỹ này, các mặt hổ phù đây anh chị em nhà mình ơi, đục tỉa chi tiết đến từng kẽ một anh chị em nhà mình nhá. Đấy, rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Các đường dây lơ được đục tỉa rất là mềm mại anh chị em này. Phía dưới thì bên em có chế tác những đường lửa nhé. Đấy, những đường lửa và một cái bánh xe thể hiện cho khí thế của ngài ạ. Đấy, trên một phôi gỗ liền khối đây anh chị em nhà mình ạ. Đấy, đằng sau thì bên em chế tác là thêm những đế đá nhé anh chị em ạ. Và tiếp theo đây, đấy, đến một với tác phẩm thể hiện cho sự thăng tiến vượt bậc đây anh chị em nhà mình ạ. Cá chép hóa rồng trên dòng chất liệu gỗ là bách xanh anh chị em nhà mình nhá. Một dòng chất liệu gỗ rất là thơm anh chị em nhà mình ạ. Có mùi thoang thoảng anh chị em ạ. Khi anh chị em trưng chơi trong nhà đây, anh chị em nhà mình có thể nhìn thấy từ diện mặt của chú rồng bên em đây, đục tỉa rất là dữ luôn. Chú rồng này thì mang lại ý nghĩa là cá đầu rồng. Đấy, cá chép vượt ngũ ngôn quan hóa thành rồng ạ. Đấy, thể hiện cho sự thăng tiến anh chị em nhìn thấy. Rất là đẹp luôn, sừng đây bên em làm rất là kỹ này, các đường mây này. Đấy, vây thì bên em chặt tỉa là hai lớp nhá, rất là kỹ. Đấy, chân đây, chân đang của chú rồng đang thò ra ở người chú cá đấy. Vây cá đây anh chị em nhà mình ơi.
Bên dưới thì bên em có chế tác thêm là những chú cá con nhé, cũng đang chuẩn bị đi lên để vượt thác hóa thành rồng ạ. Bác là tác phẩm này của bên em có chiều cao là 70, chiều ngang là 40 và chiều sâu là 20 ạ. Bác nào ưng ý với tác phẩm thì hãy liên hệ đến cơ sở bên em. Và đây, bên em có một tác phẩm tiểu đồng trăn trâu trên dòng chất liệu gỗ là lu kháo vàng. Tác phẩm này của bên em có chiều cao là 62, chiều ngang là 45 và chiều sâu là 25 ạ. Như anh chị em nhà mình có thể nhìn thấy đây. Đấy, bên em đục tỉa là hai chú trâu nha anh chị em nhà mình ạ. Và một chú tiểu đồng đang cầm dây. Đấy, kéo chú trâu này rất là nghệ thuật anh chị em nhà mình nhá. Rất là đẹp luôn, bên em chế tác rất là kỹ. Ở bên trên thì bên em còn chế tác thêm là một cây tùng được đục tỉa rất là kỹ luôn. Hàng này của bên em là hàng liền khối anh chị em nhà mình ạ. Cao 62, ngang 45 và sâu là 25 anh chị em nhà mình. Bác nào yêu thích thì hãy liên hệ tới cơ sở bên em. Và đây một tác phẩm chiêu hút tài lộc cho gia chủ đấy ạ. Ba cụ cóc thiềm thừ. Đấy, tác phẩm này bên em chế tác trên dòng chất liệu gỗ là lu hương, hàng liền khối ạ. Cao là 28, ngang là 30 và sâu là 37 anh chị em ạ. Đấy, bên cạnh đó thì bên em còn chế tác thêm là những dây tiền này. Đấy, lối sang nhau. Đấy, các cụ cóc đây anh chị em này. Di sần rất là kỹ luôn, toàn thân luôn anh chị em nhà mình ạ. Đây bên dưới đây bên em còn chế tác thêm là những cây lấm, những đồng tiền vàng. Cây lấm thì thể hiện trong phong thủy là cho sự sức khỏe và sự trường thọ. Một bao tiền đây ạ, rất là nhiều lu anh chị em nhà mình nhá, chứa đựng rất là nhiều tiền vàng của cải cho gia chủ đấy ạ. Đục tỉa rất là mềm mại và sắc nét anh chị em ạ. Và đây ạ, cuối cùng một tác phẩm anh em muốn giới thiệu đến anh chị em nhà mình là một tác phẩm một cụ di lạc ngồi bao tiền trên dòng chất liệu gỗ là chun sụn hương ta nha anh chị em nhà mình nhá. Đấy, nhị phúc anh chị em nhà mình ạ. Tác phẩm này thì bên em là có chiều cao là 37, chiều ngang là 44 và chiều sâu là 17. Anh chị em nhà mình nhìn thấy là từ diện mặt của ngài này, được đục tỉa cười rất là ấy đẹp luôn anh chị em nhà mình nhá. Đấy, bụng của ngài thì làm rất là to và tròn, thể hiện cho tài lộc cho gia chủ ạ. Và dáng thế của ngài ngồi đây thì rất là khoan thai anh chị em ạ. Các đường nếp áo gấp này, quần gấp này, rất là đẹp. Bên cạnh đó thì bên em còn chế tác thêm là những cây lấm linh chi. Ngài thì đang cầm một cây lấm linh chi này thì thể hiện cho sự trường thọ và sức khỏe ở đây. Rồi làm rất là kỹ luôn này, làm các mấu thân cây này, di sần hết lên anh chị em nhà mình nhá. Tay của phải của ngài thì đang cầm một bát vàng, thể hiện cho gia chủ là rất là nhiều tài lộc. Rồi là bên cạnh đó là bên em còn chế tác thêm là những chú tiểu đồng. Đấy, cô bé cậu bé tiểu đồng này đang vui đùa xung quanh cụ ạ, thể hiện cho phúc phần của cụ nha anh chị em nhà mình nhá. Rồi đây bên em chế tác bên dưới là một bao tiền này, rất là đẹp luôn. Hàng chun sụn anh chị em nhìn, vân gỗ này rất là già gỗ nha anh chị em ạ. Dây lơ thì được đục tỉa mềm mại, bao tiền đây anh chị em ơi, rất là to khủng ạ. Một cái bao càn khôn chứa đựng tất cả tiền vàng của cải cho gia chủ. Bác nào mà yêu thích các tác phẩm nào của bên em thì hãy liên hệ qua cho bên em anh chị em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà mình trong các video sau ạ. Xin chào ạ.